nên tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về một cây gia vị. Đây là một cây gia vị được mang từ Pháp về. Nó có một mùi rất thơm đặc trưng. Và nó là cây này. Đây. Đấy. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy nó giống cây lá thông thông không? Đó, cái lá của nó hình như giống lá thông này. Và nó có mùi thơm. Mùi rất thơm. Mình thích nhất là vuốt cây thế này. Đó. Mỗi lần vuốt thế này là cái tinh dầu của nó sẽ tỏa ra. Từ nơi lá nó sẽ tỏa ra bên ngoài. Đó. Và cây này thì nó được mang từ Pháp về. Các đại ca người Pháp đã mang sang đây trồng. Đó. Và đây, đây là một cây nó đang nằm ở trong bịch. Nó chưa được chuyển ra ngoài trồng. Đó. Một, hai, ba, bốn. Bốn cây. Và đây, đây là cây hương thảo đã được đưa ra bên ngoài trồng. Nó hiện tại thì nó đang rất xấu. Không biết tại sao mà nó xấu thế này. Hay là do mình không chăm nó biết à. Đó. Cây này thì công dụng của nó là dùng để làm trà, chữa táo bón, giúp cải thiện giấc ngủ. Trong món, trong chế biến thực phẩm á, thì mọi người có thể là dùng nó để nướng thịt. Họ nó canh thế này và dùng nó để nướng thịt. Đây. Đây là cây thực thông thọ của con chim.